Nhịp Điệu Phố, một chương trình thực tế với chuỗi nhật ký một ngày của giới trẻ Sài Gòn năng động và nhộn nhịp. Chương trình với 3 phần chính: tìm hiểu xu hướng mới, trò chuyện với chân dung trẻ nổi bật và khám phá hoạt động Sài Gòn về đêm. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều khoảnh khắc thú vị và ý nghĩa. Hãy cùng theo dõi. Urban Beat, chương trình Nhịp Điệu Phố, và người đồng hành cùng Nhã không ai khác đó chính là Quang Bảo. Chào các bạn, mình là Quốc Bảo. Ồ, lộn chương trình rồi Bảo sao đó. Không có lộn Nhã. Biết sao không? Tại vì cái hôm đi bùi viện hôm bữa nhớ không? Là Quang Bảo có nói nhỏ vô tai Quốc Bảo là Quốc Bảo ơi, hôm nay đi chung với Kim Nhã dùm Quang Bảo đi. Hôm nay Quang Bảo bận rồi. Nên hôm nay Quốc Bảo có mặt ở đây nè. Đây Nhã. Quang Bảo chết với Nhã. Quốc Bảo hôm nay đi với Nhã nha. Ủa mà hôm nay mình đi đâu Nhã? Nhảy đùng đùng vậy mà không biết đi đâu hết không, hả? Thấy nhạc vui khi vô nhảy chung vậy thôi, chúng biết đi đâu hết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về xu hướng nhạc EDM của giới trẻ tại Sài Gòn. Cái chủ đề này đang là chủ đề rất là hot nè. Thôi đi liền đi Nhã. Khoan đã Bảo. Hả? Nhã sẽ giới thiệu với Bảo về một người bạn của Nhã, đó chính là Libro. Wow, bạn Nhã đẹp và cá tính quá. Trời ơi. Đá lồng nheo với Bảo nữa kìa. Ôi, được rồi Bảo. Bạn của Nhã không những đẹp và cá tính mà còn rất là hữu dụng cho những đoạn đường xa. Và ngày hôm nay Libro sẽ là cameraman quay lại những đoạn phỏng vấn của tụi mình với các bạn khán giả trẻ ở Sài Gòn nghe nhạc EDM. Nghe hấp dẫn quá, thôi giờ mình đi liền đi Nhã, không chờ được nữa rồi. Bảo chở nha. Ok. Bạn Libro của Nhã rồi, Bảo cảm thấy như thế nào? Phải nói thiệt nha, chạy quá êm luôn. Với lại Libro quá đẹp. Bạn nữ kìa, tụi mình phỏng vấn luôn đi. Rồi, Bảo thấy rồi, xuống liền. Bảo nhớ sử dụng bạn Libro để ghi hình lại nha. Rồi. Hai bạn ơi, chờ tụi mình phỏng vấn xíu nha. Khoan. Khoan, canh hình nha. Thích qua trái chút xíu nha ơi. Được chưa? Rồi, quá đẹp. Bạn ơi, hai bạn ơi, hôm nay là cái chủ đề của tụi mình là hỏi về các bạn trẻ đối với nhạc EDM. Hai bạn có thể chia sẻ là hai bạn có biết cái về dòng nhạc EDM này không? Dạ có. Thực ra thì mình cũng chưa biết định nghĩa nhạc EDM là gì. Dạ em cũng có nghe. Mình cực kỳ thích dòng nhạc này. Em cũng có thích. Dạ thích à. Chúng em thường nghe để thư giãn. Lúc thì cần động lực thì em sẽ nghe nó. Khi buồn và khi vui lúc nào cũng nghe. Đối với em thì em thích nghe vào lúc trước khi ngủ. Trước lúc ngủ mình nghe nhạc EDM hả? Hơi lạ. Theo em thì dòng nhạc này khác với những dòng nhạc khác, cái ở điểm nào mà em thích nó? Dạ sôi động, dễ truyền cảm hứng tới các bạn trẻ hơn. Nhạc đó mang giai điệu hiện đại rồi theo phong trào bây giờ nên em thích. Bây giờ mình nhờ các bạn kể tên một vài nghệ sĩ chơi dòng nhạc này mà các bạn thích ở Việt Nam hoặc là quốc tế thì các bạn có biết không? Mình nghĩ là mình biết chút như là Rihanna, Selena Gomez, Martin Garrix, Hardwell. Em thì em coi The Remix thì em thích đội của Tóc Tiên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nãy giờ thì chúng ta đã tham khảo ý kiến của các bạn trẻ về xu hướng nghe nhạc EDM. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cô ca sĩ trẻ đã từng hát dòng nhạc EDM này. Và cô ấy cũng là một cô bạn rất thân đối với tụi mình. Xin chào Nhá, xin chào Quốc Bảo. Chào chị Thanh. Quang Bảo đâu? Thật
ra là hôm nay là Quang Bảo bỏ rơi nhạc đó. Thôi giờ Bảo nào cũng bảo được mà đúng không? Ừ. Hôm nay muốn hỏi chị Thanh về cái cảm nhận như thế nào về xu hướng nhạc EDM trong thời điểm hiện tại. Mà chị Thanh thấy thì nhạc EDM bây giờ đã được giới trẻ rất là hưởng ứng cũng như rất là thích. Tức là ca sĩ nào bây giờ cũng xu hướng theo dòng nhạc EDM để theo cái xu hướng của khán giả bây giờ. Chị Thanh cảm thấy là khi trình diễn cái dòng nhạc này nó khác gì với mình trình diễn những dòng nhạc khác? Khi mà đứng trên sân khấu không phải nó khác với ballad pop, và lúc nào nó cũng phải mạnh mẽ, nó cũng phải lúc nào cũng sôi động. Cho nên là nó truyền được điện, nó truyền được lửa cho khán giả. Ngoài ra EDM nó còn làm cho khán giả có thể lúc nào nhảy theo nhạc. Tức là mỗi khi nhạc EDM thì người ta không thể đứng yên được, người ta cũng phải nhúc nhích nó feel theo nhạc. Cho nên là khi mà ca sĩ trình diễn sân khấu EDM thì nó rất là sung. Tại nhìn xuống khán giả ai cũng lắc lư, cũng nhảy, cũng hô hào, cho nên tạo được cảm hứng rất là nhiều trong người sĩ. Đối với chị Thanh á, thì chị Thanh cảm thấy là cái điểm nào hấp dẫn nhất của dòng nhạc EDM? Thứ nhất là nó rất là sung. Thứ hai là nó có một cái gì nó tạo nên cho người ta sự hưng phấn. Cái những bước nhạc của nó rất là sáng tạo, nó làm cho người ta hưng phấn rất nhiều. Sắp tới Sang sẽ tung ra single cũng kết hợp giữa R&B với lại EDM. Khi ra thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều. Bây giờ bà sẽ dẫn nhà đến một cái nơi phải nói là ngập tràn không khí EDM chính hiệu luôn. Trời ơi, có chuẩn bị trước luôn. Trời ơi, chuẩn bị trước sao không? Bây giờ Quốc Bảo và Kim Nhã sẽ dẫn tất cả các bạn đi đến gặp những người bạn DJ trong nhóm Sài Gòn EDM Party. Đi thôi. Hai mọi người. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên của mình. Hi, chào bạn, mình tên Lucas. Yeah. Cái điều gì khiến bạn yêu thích EDM? Cái dòng nhạc EDM này thực sự nó rất mạnh mẽ, nó hợp với phong cách và cá tính của mình. Theo Jack thì cái nhạc EDM nó khác gì với những dòng nhạc bình thường? Thì cái tiết tấu của nó đơn giản, nhanh gọn nhưng mà có cái sức bốc rất là nhanh. Thành ra là bạn có thể nhảy theo cái dòng nhạc này rất là dễ. Khi mà tham gia EDM thì bạn có thần tượng nghệ sĩ nào của Việt Nam hoặc là quốc tế mà bạn có thể kể tên? Ví dụ như là Above Beyond, Amin, Liêu Liêu. Như ở Việt Nam thì những DJ producer nổi tiếng ví dụ như là Believer, Slim V. Và một cái sân chơi cộng đồng rất là bổ ích như là Sài Gòn EDM Party. Giống như là Nhã là người chưa biết gì thì nếu mà Nhã muốn chơi cái này thì Nhã có phải mua một cái bộ vàng mà nó hoành tráng như vậy hay không? Và có cần phải có kiến thức chuyên môn gì không? Cái này thì mình cũng không cần phải mua vàng mã như thế này, mà có thể mua một cái vàng đơn giản hơn. Và mình có thể sử dụng bằng laptop ở nhà cũng được. Laptop hả? EDM là viết tắt của Electronic Dance Music, tất cả những gì mà dính đến các gì mà điện tử, không phải là người trực tiếp chơi. Khi mà trình diễn một tác phẩm EDM á, là em thấy sẽ có một tổ hợp, sẽ có một nhà sản xuất âm nhạc, một hoặc là nhiều ca sĩ với lại một DJ. Yếu tố nào quan trọng nhất? Cái yếu tố quan trọng nhất trong một track EDM là producer. Thì có những track EDM không có ca sĩ, nên người ta coi là không có vocal. Có những track có vocal, người châu Á rất là thích nghe có nhạc phải có lời hát, ca sĩ hát. Phải có ca sĩ. Dạ. Cái đó là một yếu tố để thu hút khán giả. Nếu mà trong thực sự một cái track EDM là người producer là người quan trọng nhất. Dạ. Người DJ chỉ là người thể hiện bằng cách đứng lên sân khấu mà mở nhạc thôi. Tại vì anh đam mê cái nhạc này từ những thập niên 90, khi mà dòng nhạc EDM nó mới du nhập vào Việt Nam á. Cách đây 2 năm, anh và một số bạn DJ cũng lâu năm trong nghề. Yeah. Mới quyết định là phải làm một cái nhóm dành cho tất cả những bạn trẻ, những bạn muốn thể hiện mình. Đó là cái ý tưởng để tụi anh tạo ra cái nhóm này. Sài Gòn EDM Party. Đã làm nhau luôn kìa. Phải đâu đó, người ta nhảy theo nhạc đó. Ủa Libro cũng sung quá ta. Ủa bài coi.
nữa kìa, đá lông nhau nữa. Trời ơi, là tức nhạc lắm nè. Nhạc. Bảo ơi, nhà đang phiêu nhạc phiêu rồi biết mà Bảo làm cái gì khèo nhả hoài. Khèo gì? Bà đang phiêu hai cái tay đây mà khèo cái gì? Bảo. Hả? Liro khèo nhả. Gì? Liro khèo hả? Thật ra là nãy giờ nhã chỉ thử Bảo với lại Liro thôi. Ừ. Xem là cả hai có thích Olicy hay không. Bởi vì khách mời của phần 2 chương trình Nhịp Điệu Phố ngày hôm nay là Olicy. Ừ. Một nhạc sĩ, ca sĩ đang rất được nhiều người chú ý đến với những bài hit như là Hai Cô Tiên, Tắt Đèn, Anh Không Đòi Quà. Và dạo gần đây Olicy đang hot lên với vai trò mới, đó là một nhà sản xuất âm nhạc thiên về EDM, nên các bạn trẻ đang rất là thích. Thôi bây giờ đi gặp Olicy liền đi. Ồ, hứng thú kìa. Lâu quá không gặp em, trời ơi. Anh ơi, đây là phòng làm việc của anh đúng không? Không, đây là phòng làm việc của SD. SD với anh là rất là thân với nhau. Hai bọn anh có những cái dự án một cách đây là rất là cũng 2 năm rồi. Anh có nhận ra đây là ai không? À, nếu mà đây không phải là MC thì chắc chắn là C. Thì thật ra là tụi em với lại chương trình á, thì tụi em đã tìm ra một loạt hình ảnh của anh. Ừ. Anh có nhớ lại những cái giai đoạn đó của mình không? Ồ, anh nhớ chứ. Đây là năm 2009 khi anh phát hành cái album đầu tiên với Khổng Tú Quỳnh. Cái này lúc mà anh còn ốm nhóm nhách đó. Hoàng chứ nhìn cũng dâu ghê. À, nhìn khác bây giờ không? Nhìn... đó thì đây là cái đánh dấu sự nghiệp mà showbiz. Đây là cái cột mốc mà quan trọng nhất của cái sự nghiệp đánh dấu gọi là boy bánh bèo đó. Thì đây là một cái sản phẩm chung của anh Karik và Vân Amanda. Đây là một cái cục bốc mà lịch sử mà sẽ không bao giờ anh quên. Đây là bà xã yêu dấu của anh. Dạ. Đây là cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của anh. Thì cái ngày cưới á lại trùng với cái ngày này. Đây là ngày đầu tiên anh tham gia The Remix, tức là anh dời nguyên cái đám cưới của mình lên buổi trưa để tối anh có thể tham dự được cái chương trình này. Trưa hôm đó anh đang dắt tay cô dâu lên lễ đường, ai dắt lại nói: anh ơi bây giờ nhạc sao, trời ơi mày kiếm lúc khác mày gọi tao không được hả, sao mày gọi lúc này. Thì đó là một cái kỷ niệm cũng đáng nhớ, và đây là cái cột mốc cũng là quan trọng cho cái sự nghiệp của anh. Tại vì lần đầu tiên giới produce của bọn anh được ra ánh sáng, được giới thiệu những cái dòng nhạc mới của mình, được giới thiệu khán giả biết mình là ai. Là cái cơ duyên nào để mà anh đến với âm nhạc? Đó là 10 năm là mình bắt đầu gọi là do vào showbiz. Còn nếu mà tới với âm nhạc thì phải từ bé chứ. Đó, ba anh tập cho anh nghe nhạc từ lúc 3-4 tuổi, 5 tuổi thôi là ba đã đi nước ngoài mua những CD nhạc rock hoặc là country về để cho anh nghe. Mà mình chỉ thích nghe nhạc thôi. Cho tới khi lớp 9 thì anh bắt đầu tập đàn. Hồi đó anh đàn gì vậy? Anh đàn guitar thôi. Tại vì một cô bạn muốn... nó bỗng dưng cô bạn nói là... Tại vì mỹ nhân nữa rồi. Cảm ơn cô mỹ nhân đó. Đúng rồi, cảm ơn cô mỹ nhân đó. Mà giờ không nhớ cô mỹ nhân là ai. Chỉ nhớ là một cô bạn thoáng qua thôi. Thì bắt đầu mình tự mày mò đó, bắt đầu anh tự tập đàn. Sau đó một năm thì anh nó ok, chơi được. Thì anh cũng bắt đầu tìm tới phòng mix, phòng thu. Thì từ lúc học đại học luôn. À, bây giờ anh Olicy có thể chia sẻ những cái khó khăn mà khi anh bắt đầu anh bước vào con đường nghệ thuật. Thì cái lúc á mà anh bước vào nghề đó là anh là một thằng hát bè thôi. Hát bè cho phòng thu của thầy anh là nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải. Thì anh hát bè, sau đó anh Hải thấy anh có tiềm năng về coi như là về mix này nọ, thì dạy anh về mix. Cái cách dạy của anh Hải rất là hay, đó là để cho anh tự tìm hiểu tất cả mọi thứ. 2 năm sau 2011, 2012 thì anh xảy ra một biến cố về tài chính, đó anh bị suy sụp tinh thần, mất tất cả mọi thứ. Sau đó anh bán tất cả phòng thu của mình để mà dồn tiền anh đi đâu đó để anh quên đi cái nỗi buồn đó. Lúc mà anh ngồi ở Genting bên Malaysia đó, anh còn không biết tối là anh ngủ đâu nữa. Thì anh không bắt điện thoại qua, anh không nghe thì cái bước ngoặt cuộc đời anh tới đó là bạn của anh đi vào cái quán cà phê đó và hai người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó anh mới dám tới gần để bắt chuyện, là trò chuyện với nhau một hồi thì cả hai cùng làm âm nhạc. Ok, vậy mày có thể cho tôi nghe những cái bài nhạc của mày làm được không? Anh cho nghe thì đó, thiệt đó hả, Việt Nam bây giờ
được như vậy hả? Ờ, đâu phải tao Quỳnh tao đâu, nhiều người lắm. Ok, bây giờ mà tao mày đi qua sinh đi. Nhà tao ở bển, mày ở nhà tao. Rồi hằng ngày mày làm việc cho tao, trao đổi nhau đi. Tao cần sản phẩm của mày, tao sẽ trả cho mày bằng những kiến thức mà mày cần. Thì mình thấy ok, tuyệt vời, đây là những cái gì đó mà mình mong đợi. Một cái trang mới chuẩn bị mở ra. Anh được gặp rất là nhiều những cái nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như những ngôi sao nổi tiếng như Utada Hikaru, Nhật Bản chẳng hạn, anh cứ thu âm cho người ta. Thì mình được làm việc trong cái môi trường như vậy cho nên mình cảm giác được là đây thực sự là một môi trường chuyên nghiệp mà mình bấy lâu nay mình tìm kiếm. Anh là với vai trò là một ca sĩ, là một nhạc sĩ và là một nhà sản xuất âm nhạc, thì trong thời gian sắp tới thì anh sẽ tập trung nhiều nhất vào cái vai trò nào của mình? Đương nhiên là nhà sản xuất âm nhạc rồi. À, đây là cái vai trò vị trí mà mình thích nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên thì mình không bỏ cái nào hết, tại niềm đam mê của anh là âm nhạc mà. Thì anh vẫn có những sản phẩm kết hợp chung với SD nè, rồi kết hợp chung với một số bạn nữa. OnlyC làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nhanh gọn. Khi mà làm việc OnlyC thì đặt hiệu quả lên hàng đầu. Làm tới đâu, ngắn gọn, xúc tích tới đó. Hơi nói nhiều một chút, lâu lâu lan man. OnlyC rất là thẳng tính và hòa đồng với mọi người. Thì cái điều đó làm cho cái khoảng cách giữa người mới làm việc hoặc là người đã làm việc lâu rồi nó không có. Bây giờ em vô phòng mix nhạc rồi, cái điều em thích nhất là nghe nhạc, em muốn bùng cháy được không anh? Bây giờ mình nghe bài gì vui vui đi ha. Dạ. Bắt kim thang đi. Bắt kim thang. Rồi chơi liền anh. Mà bây giờ nó là nhạc không thôi, mọi em phải hát nó mới vui đó. Anh em mình phải có một cái bài tứ ca đi đó, tứ ca. Mẹ anh. Phiên bản 2 của The Remix. Và ST rất nhiều. Và hy vọng rằng những cái sản phẩm tiếp theo nữa của các anh đều đạt được chất lượng cao nhất và được tất cả khán giả đón nhận như là bây giờ và nhiều hơn nữa. Cảm ơn em, đó là câu chúc anh thích nhất. Let it go. Khỏi nói bảo còn háo hức hơn Nhã nữa nè. À, bạn nghe nói ở Jam Big Fest chúng ta á, ngoài sân khấu ca nhạc ra còn có rất là nhiều gian hàng hoạt động trò chơi đúng không? Đúng rồi, và hơn 80 nghệ sĩ Việt Nam cùng với một nghệ sĩ quốc tế là Demi Lovato. Yeah. À quên mất, bà có hẹn Túc Ngân của bảo tới trước nãy giờ bên Jam Big Fest, chắc nãy giờ chờ lâu lắm rồi. Thấy chưa, vậy là lòi đu rồi, đi nhanh lên. Rồi đi đi đi. Xe đẹp giờ mới mua vậy? À, bạn mới ly pro của tụi Nhã đó. Ồ, thôi giờ mình đi vô đi. Quang chưa vô được, phải chụp hình selfie. Okay. Check in quên, chứ. Quên. Rồi xuống đi Nhã ơi, làm nhiệm vụ cao cả đi Nhã. We'll be right back.
Không lẽ giờ ngồi nghe nhạc rồi ngồi không đâu không có làm gì hả? Chán quá à. Đúng rồi. Chơi gì đi. Rồi đồng ý với Bảo luôn, đồng ý với mọi người luôn là Nhã đã chuẩn bị cho mọi người một trò chơi rồi. Trò chơi này á là tụi mình sẽ chia nhau làm hai đội, xem là ai thu hút được nhiều người chơi với tụi mình nhất thì đội đó thắng. Nhưng mà có tiêu chí gì không? Nếu mà kêu gọi bình thường quá dễ rồi. Ủa Nhã dễ vậy thôi chứ còn mọi người muốn tiêu chí gì thì cho chơi. Mình kiếm 5 người đúng không? Mình phải kiếm trong đó có một bạn nam lần đầu tiên đến tham dự Giang Beat Fest, một bạn nữ, nhớ là nữ nha, lần thứ hai đến tham dự Giang Beat Fest, và ba bạn còn lại là một nhóm bạn có nam có nữ luôn. Ok. Ok. Sau 15 phút tìm kiếm thì bên đó cũng tìm được 5 người. Nhưng mà bị thất lạc mất một người vì Beat Fest quá đông. Đây giới thiệu với Bảo, đây là đội của Nhã. Có đầy đủ 5 thành viên, giơ tay lên nào. Khoan khoan, nhưng mà bên Bảo nha, thiếu thành viên nhưng mà không kém Sung đúng không? Sung lên. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi một chút xíu cảm giác của những bạn tham gia cùng nhóm chúng ta nha. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc, đây là lần thứ mấy bạn tham gia Giang Beat Fest và cảm xúc của bạn như thế nào? Và đây là lần thứ hai mình tham gia sự kiện Giang Beat Fest này. Đây là một sự kiện rất là hấp dẫn và vui tươi. Em mong muốn là năm nào Giang cũng có nhiều đổi mới hơn và càng ngày càng quẩy hơn nữa. Mình đã tham dự Giang Beat Fest lần thứ hai và mình rất là thích Giang Beat Fest, đặc biệt là năm nào thì Giang Beat Fest cũng mời những thần tượng của mình. Năm ngoái là Shangwon, năm nay là Demi Lovato. Và mình cảm thấy cái không khí ở này thiệt là phấn khởi và rất là cuồng nhiệt, và bây giờ mình chỉ muốn quẩy lên mà thôi. Nếu như mà xét theo quy luật mà tụi mình đã đưa ra từ đầu thì chắc chắn là đội của tụi mình thắng rồi. Bạn, bây giờ bạn có một ý kiến nè. Thôi bây giờ hai đội của mình thành hòa thành một đội lớn rồi cùng đi chơi Giang Beat Fest được không? Ok. Ok không? Nếu mà hỏi ba dè cái nào. 1, 2, 3, yeah! This is how we fucking party. Thang dậy như thời lớp 3, lớp 1.